trở lại trên dương gian một lần nữa. Ngài mong ước những điều gì cho nhân gian? Mong dương gian nên chốn địa đàng, mong tâm can chẳng còn dối gian, mong thế trần chẳng còn khóc than, không còn chinh chiến. Nếu Ngài trở lại trên dương gian một lần nữa, Ngài mong ước những điều gì cho nhân gian? Mong con tim nói tiếng thật thà, mong câu ca vang lời thứ tha, cuộc đời vang tiếng hoan ca, địa cầu nhân thế vui an hòa. Emmanuel, một lần Ngài đến sống giữa trần gian, từ miền vinh quang nên chốn phàm hèn, một đời nguyện ước nhân thế yên hàn, cõi trời hân hoan, để từ đây địa đàng thuở ấy vang cung ca bình an. Emmanuel, một lần Ngài đến sống giữa trần gian, Ngài nhờ tay anh nối kết tình người, Ngài mượn tin tôi hơi ấm giữa đời, chôn Ngài nương thân, để từ đây cõi trời và dương thế cùng nối kết giao duyên. Dương thế cùng nối kết.